Hello, hello, Dậm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng lại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin Dậm được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Ngày hôm nay em xin phép gửi đến cho quý vị một cái clip để nói về cái chuyện mà làm cà phê. Thì có nhiều người ta nói là làm cà phê là như thế này thế kia. Thì hồi nhỏ đó, lúc mà em mới lớn em không biết. Em không biết là làm cà phê gọi là làm gái là cái gì hết trơn á trời á. Như thế nào mới gọi là làm cà phê và như thế nào mới làm gái mình cũng không có định nghĩa được, mà cũng không có biết là cái đó là cái gì à. Thì mãi sau này lớn lên thì khi mà em trưởng thành rồi thì em đọc báo, em mới thấy là người ta chê cười cái nghề này lắm. Người ta nói là làm cà phê là một cái việc xấu à, một cái việc mà không thể chấp nhận trong xã hội Việt Nam hết trơn. Trời, con gái mà làm cái nghề này là coi như là bỏ đi, đồ bỏ đi, không thể nào mà xài được nữa. Thì mãi cho đến khi em đọc được những cái tin tức, mấy cái tờ báo lá cải bên Việt Nam, nó nói là những cái cô hoa hậu chân dài ha, tao nói thổi một cái là 15 ngàn, thổi một cái là lơ 20 ngàn. Cái mình nói ồ trời ơi, đâu mà ngon vậy trời ơi. Mà trong khi đó người ta đi rửa chén ha, người ta đi làm cầu tiêu, người ta quét dọn lau chùi cầu tiêu á, trời ơi nó đáy ra. Tao nói cái lỗ cầu tiêu nó không đáy, nó đáy lên cái mấy cái thềm á, trời ơi mình phải lấy xà bông mình lau mình chùi thấy bà nội luôn. Tháng có 3 triệu bạc, thấy không? Mà trong khi đó mấy con nhỏ mà làm gái, làm cà phê thổi cái 15 ngàn, 20 ngàn. Ồ, dễ vậy ta? Đồ, dễ vậy? Cái thế là em mới suy nghĩ chứ. Ủa vậy làm cái nào mới xấu hổ? Giờ chọn chùi cầu tiêu hay là thổi cái 15 ngàn? Cái tại sao người ta lại cười cái nghề đó? Mình cũng không hiểu nữa, không hiểu lý do gì sao luôn. Còn thôi là nếu mà chê nghề đó thì mình đi qua mình vô trong mình rửa chén nhà hàng đi. 15 phút nhìn đồng hồ. Rồi, chén vô tới rửa hoài, rửa thấy bà nội luôn, rửa muốn rụng cái tay, hai cái tay luôn. Một tháng nhiêu? Một tháng được 4 triệu bạc. Thấy không? Làm tăng ca luôn, một tháng được 6 triệu bạc. Trời ơi, rửa thấy bà nội luôn. Nhìn qua nhìn lại đồng hồ, ta nói 20 phút còn y nguyên à. Trong khi đó người ta thổi một cái hoa hậu chân dài thổi một cái 15 ngàn. Còn bèo ha, người thường ha, thổi một cái 1 triệu. Cậu ơi, ở đâu chỉ tôi đi làm với. Trời ơi, sao dễ ăn như ta? Vậy có gì đâu xấu. Trời ơi, nghề nào cũng là nghề quý vị ơi. Ở bên Việt Nam á, người ta nói cái nghề làm gái á, là cái nghề mà xấu mà tận đáy xã hội. Là cái nghề mà ai cũng khinh thường, ai cũng chê. Vậy thì cái nghề chùi toilet, cái nghề rửa chén, có bị ta cười không? Cũng cười luôn, ngộ lắm. Người Việt Nam mình nói mày mà không lo học hành hay là lớn lên mày đi rửa chén nha, mày đi chùa tiêu nha. Đó, người ta cũng cười nghề rửa chén, nghề chùa cầu tiêu nữa, mà người ta đâu biết. Hay là người ta biết mà người ta cố ý không biết. Người ta chà đạp, người ta nói cái nghề đó không tốt. Nhưng đối với em, tất cả những nghề dù là lau công, quét dọn, nghề gì cũng là cái nghề mà người ta phải bỏ mồ hôi công sức để kiếm được đồng tiền. Lấy lỗ làm lời cũng là cái nghề luôn quý vị. Ở bên Việt Nam thì khi mà người ta làm cái nghề cà phê đó mà công an bắt một cái là đi tù à, đi cải tạo, thấy không? Thổi một cái tiền quá trời tiền luôn mà. Cho nên là chị em tao nói người nào làm biếng ha, không cần bằng cấp, chỉ cần mà đẹp đẹp thôi ha, tướng ngon lành cái là vô, thổi một cái là có tiền, quá dễ. Cho nên là chị em nào mà làm biếng nè, muốn lương cao, đơn giản dễ làm là làm nghề này, quá trời tiền luôn. Nhưng ở xã hội Việt Nam cấm không cho làm, nhưng đối với những cái đất nước phát triển như phương Tây, những cái đất nước như bên Mỹ thì cái nghề cà phê cũng gọi là một nghề, gọi người ta gọi là server hay gì đó, server đó là cái nghề mà phục vụ quý vị. Có nghĩa là cái nghề này á, người ta pháp luật người ta công nhận, và không những như vậy, những cái người phụ nữ mà làm nghề này á, ở bên châu Âu và ở bên Mỹ người ta còn được đi bảo hiểm sức khỏe quý vị. Hàng tháng người ta còn đi kiểm tra sức khỏe coi mình có bệnh cái gì á, mình có bệnh cái gì thì mình đi trị cái đó, chứ không phải mình bị bệnh mình vô mình đi làm để mình lây tùm la tà la đâu quý vị. Cho nên là nhiều người nói ôi làm cái nghề đó là xấu hổ, là thế này thế kia. Nhưng ở bên đây người ta công nhận đây là cái nghề mà không những như vậy, cái nghề này còn cho người ta rất là nhiều cái thu nhập. Và xã hội ở bên phương Tây, những đất nước phát triển như Hà Lan, Đức nè, cái nguồn thu nhập từ những cái người mà làm cà phê đó, những cái người mà làm gái đó, thì cho một cái thu nhập rất là cao. Và cái xã hội bên đây, công an ở đây, người ta vào cuộc để người ta bảo vệ cho những người phụ nữ đó. Tại vì có những cái người đầu gấu á, nó ăn trên đầu mấy người này nè, cho nên là pháp luật bảo vệ và nó có một cái luật lao động đối với những cái người làm nghề cà phê, nghề làm gái. Nhưng mà mình
thật cảm thấy buồn, tại sao mà xã hội Việt Nam vẫn chưa chấp nhận cái nghề này. Và nếu như mà trong tương lai xa đi chăng nữa đi mà có chấp nhận đi thì là một cái điều mà không thể nào, chắc là không bao giờ có thể luôn. Nhưng ở những cái đất nước như bên Đức, quý vị không tin thì quý vị search Google, quý vị sẽ thấy cái nghề đó đó nó rất là lớn và rất là nhiều người phụ nữ làm cái nghề đó ở bên Đức. Và ở bên Hà Lan nè, nó có một cái khu gọi là người ta ở trong lồng kiến, người ta ngồi trong đó đó, người ta chờ khách order đó quý vị, giống như là order thức ăn vậy đó, thích thì vô là coi như là trách giá cả này nọ kia, rồi ok rồi một hồi nữa là tiền trao cháu út. Cho nên là cái số tiền đó người ta sẽ lấy, người ta sẽ đóng thuế lại cho nhà nước nữa. Và hình như một năm á, cái nhà nước Đức á, họ thu được cái tiền từ những cái người mà làm gái làm ca ve đó là một cái số tiền, con số rất là khủng, đã góp phần vào để mà giúp cho cái nền kinh tế nước Đức phát triển nhờ những cái người phụ nữ làm cái nghề đó luôn quý vị. Cho nên là không có một nghề nào xấu hết á. Chỉ có là mình xấu là cái gì? Là mình ra đường, mình giật túi, mình giật giỏ, mình giật đồ người ta, hay là mình ăn cắp, mình giết người, thì đó mới là phạm pháp quý vị. Ở bên đây người ta mới coi là phạm pháp. Còn bất cứ một cái nghề nghiệp gì ở đây người ta cũng đều là coi như là hoan nghênh, ủng hộ mình. Chỉ có những người làm biếng ăn ở không, đi xin ăn hay gì đó, hay là đi giật túi móc giỏ người ta đó, hay là đánh người ta rồi giết người hay gì đó, thì cái đó mới phạm pháp và mới bị lên án và bị pháp luật người ta bắt và người ta bỏ tù mình. Chứ còn mà mình đi làm ca ve làm gái, mình đi tỉnh bơ quý vị ơi, trời ơi, cái nghề này á, coi như là nó có một cái thu nhập rất là cao cho những người bên đây nha. Và những cái người phụ nữ bên Tây nè, họ là đi chợ, họ vẫn có chồng, có con bình thường luôn. Nhưng mà họ làm cái nghề này, và bà con dòng họ người ta biết luôn, người ta vẫn không nói gì luôn về những cái người phụ nữ mà làm nghề đó. Thì em rất là lấy làm lạ. Và tại sao lúc em mới qua đây em thấy ủa sao kỳ ta, tại sao những người con gái đẹp đẹp vô dòng kiến ngồi bận những bộ đồ giống như là đi tắm biển bikini vậy đó, ngồi xong rồi họ còn mở nhạc, họ lắc qua, họ nhảy qua nhảy lại nữa. Trời ơi, gặp ở Việt Nam là đã bắt thấy bà nội rồi, ở đâu ra mà đứng mà lắc nhảy kiểu đó, đúng không ạ? Đó, cái đó là có gọi là trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nhưng ở bên phương Tây họ coi đó là một cái nghề giải trí và góp vui, giúp ích cho đời, cho người, cho nên là họ vẫn lấy thuế bình thường. À, ví dụ như mình làm cái nghề đó mình được 50 thì mình cũng phải chia lại cho nhà nước là 25 phần, nhà coi như 50% tiền đóng thuế như vậy. Trời, bên đây mình đi làm việc đóng thuế 50% đó quý vị. Thí dụ một tháng mình làm được 4.000, đóng thuế 2.000, còn 2.000 nha, chứ không phải là mình lấy 4.000 bỏ túi luôn đâu. Việt Nam là mình đi làm mình đóng thuế rất ít hoặc thậm chí là trốn thuế luôn. Nhưng ở đây mà nếu mình đi làm việc, dù mình làm cà phê hay mình làm hút rác hay là mình làm nghề dọn vệ sinh mà mình mà trốn thuế là nó bắt bỏ tù mình đó, chứ không phải là giỡn chơi đâu quý vị. Thì bữa nay em nói một clip sơ sơ về cái chuyện làm cà phê, tại vì có nhiều người ta cười, nhưng mà em cũng xin đính chính nha, em không có làm nghề đó như vậy. Em hiện giờ đang là một YouTuber, nói những câu chuyện và kể những câu chuyện em thấy cái gì, em biết cái gì, em kể ra góp vui cho quý vị, góp vui cho cộng đồng thôi, chứ em là một người YouTuber. Có nhiều người nói nhỏ này làm YouTuber giống như làm gái vậy đó. Thì quý vị hình như có cái nhìn nhận sai về em đó, thì nhưng mà cái đó là em cũng vui lắm, em cũng thích mọi người hiểu sai về em lắm. Người em không bình thường nên là em thích dễ quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem những clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.